Khi người dân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ nhu cầu của mình thì chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ sẽ được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất có thể sẽ khác nhau. Và trong tiểu mục Q&A ngày hôm nay sẽ thông tin tới quý vị các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân và hộ gia đình. Căn cứ Điều 173 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng được xác định như sau. 1. Đối với cá nhân, hộ gia đình. Trường hợp chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang loại đất khác, thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, thì thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này, thì cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao cho thuê. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2024, FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,89 tỷ đô la Mỹ, gấp 4,7 lần cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nhóm nhà đầu tư này tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm miền Nam. Khối lượng đầu tư chảy vào các mảng 40% nhà ở, 60% là bất động sản công nghiệp tính theo giá trị giao dịch. Báo cáo của Đất Xanh Service cho thấy hiện nay chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2024, các chỉ số chính như tổng nguồn cung và giá thuê bình quân đều duy trì ổn định theo quý ở cả hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với tổng nguồn cung 2,1 triệu mét vuông. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê bình quân rơi vào khoảng 32,5 đô la Mỹ trên một mét vuông, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng văn phòng trung bình đạt gần 91%, vẫn duy trì sự ổn định so với thời điểm quý 4 năm 2023. Theo nhận định của các chuyên gia, giá thuê văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng. Vì hiện nay kinh tế đang phục hồi, các doanh nghiệp nước ngoài tìm đến ngày càng nhiều hơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Bình Dương dự kiến đầu tư khoảng 160.325 căn nhà ở xã hội, bao gồm 155.289 căn chung cư và 5.036 căn nhà liền kề. Trong đó, có khoảng 32.065 căn dành cho thuê. Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 370,4 ha, với diện tích sàn xây dựng ước đạt 9,3 triệu mét vuông, đáp ứng cho khoảng 552.458 người. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 84,7 nghìn tỷ đồng, vượt hơn chỉ tiêu được chính phủ giao là 73.448 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến sẽ bố trí hơn 334 ha, đầu tư hoàn thành khoảng 117.880 căn nhà ở xã hội, đáp ứng cho hơn 414.000 người, tổng mức đầu tư gần 61.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, hiện Hà Nội có tới 62.000 căn hộ thuộc các dự án có sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng. Các chuyên gia cho rằng, để tồn tại sai phạm của chủ đầu tư nhiều năm do thiếu trách nhiệm của các đơn vị thanh kiểm tra. Dự án tồn tại vi phạm nhiều năm. Người mua nhà đã về ở ổn định và nhiều lần đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở. Thậm chí, cơ quan chức năng cũng nhiều lần đề xuất kiến nghị và có những chỉ đạo cụ thể. Tuy nhiên, hiện hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai còn nhiều điểm chưa đồng bộ trong việc xử lý. Cơ quan chức năng không thể làm trái quy định của pháp luật, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà gặp khó khăn. Chúng ta thấy rằng là khi mà một cái bất động sản nói chung hay là một căn hộ chung cư nói riêng mà có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một cái chứng thư pháp lý của nhà nước, thì khi đó thì chủ sở hữu sẽ được bảo vệ cái quyền, và đây gọi là cái quyền sở hữu, là gọi là vật quyền, là quyền mà do nhà nước bảo đảm.
thông qua cái việc cấp giấy nhận. Giai đoạn vừa qua do cái tốc độ nó phát triển nhanh như thế, cho nên chính vì cái đó mà nhiều giai đoạn mà chúng ta phải phạt để cho tồn tại. Tại vì là có những cái thực tiễn mà nó phát triển, nó vượt ra khỏi cái cơ chế chính sách thì chúng ta lên là làm cho nó thanh khoản lên. Rõ ràng thị trường bất động sản cần phải thanh khoản hơn nữa. Có nghĩa là nhà là phải có sổ. Bên cạnh đó, đối với cơ quan chức năng, phải làm rõ các hành vi vi phạm của chủ đầu tư và trách nhiệm của ban ngành có liên quan trong quá trình chủ đầu tư thực hiện từ thời điểm đề xuất dự án đến khi bán nhà cho khách hàng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng phải có giải pháp đề xuất cụ thể nhằm giải quyết triệt để các vi phạm. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục các vi phạm làm ảnh hưởng đến công trình đã xây dựng để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận cho người mua. Trường hợp không đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận cho người mua phải hoàn trả và bồi thường cho người mua. Về phía nhà nước, về phía những nhà quản lý thì chúng ta phải lựa chọn xem là làm như thế nào. Nhưng với một cái yêu cầu là không nương tay với những người đã xây dựng sai phép. Và tôi đề nghị tất cả những cái diện tích sai phép đó sẽ được xung công, tức là thuộc tài sản nhà nước, chứ không còn là của cái chủ đầu tư nữa. Hai là đã như vậy thì tiền bán tất cả những cái căn hộ sai phép này là sẽ phải nộp cho nhà nước. Thì chắc chắn là từ sau này không ai dạy gì mà sai phép cả. Các chuyên gia cũng cho rằng vấn đề là quản lý về nhân sự, con người chứ không phụ thuộc vào các quy định, bởi pháp luật Việt Nam hiện quy định rất chi tiết và đầy đủ từ trong luật xây dựng, luật đất đai đến luật kinh doanh bất động sản. Vấn đề là cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện chức trách của mình có tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hay không. Thưa quý vị, trong bối cảnh quỹ đất xây dựng trong khu vực nội thành Hà Nội ngày một khan hiếm khiến giá bất động sản liên tục bị đẩy lên cao. Dù vậy, tình trạng những dự án xây dựng nhưng mà chưa hoàn thiện và không được đưa vào sử dụng nhiều năm vẫn chưa được giải quyết. Và tại vị trí phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, dự án khách sạn được xây trên diện tích hơn 1.500m² đã để không nhiều năm nay và gây ra tình trạng lãng phí lớn. Dự án không có dấu hiệu thực hiện thi công, công trường không có công nhân. Đặc biệt, nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp. Theo đó, đây là thực trạng tại dự án khách sạn Amiana Hotel số 15 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo bảng thông tin dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh lương thực, thực phẩm và hỗ trợ ngành ong là chủ đầu tư. Và dự án có quy mô 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, xây dựng trên khu đất có diện tích gần 1.543m² với khoảng 150 căn hộ. Trước đó, năm 2011, chủ đầu tư dự án được cấp phép xây dựng để xây dựng công trình văn phòng, làm việc và cho thuê. Tuy nhiên, thời điểm đó, chủ đầu tư xây dựng 2 tầng hầm sai phép bị cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh giấy phép xây dựng. Sau nhiều năm đáp chiếu, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội liên tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy phép quy hoạch cho dự án thành khách sạn Amiana Hotel Thành Công. Sau khi dự án được đổi giấy phép quy hoạch thành khách sạn, thời điểm đó, công trường đã được khởi công trở lại và xây xong phần thô. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, dự án đã dừng thi công và bỏ không khoảng 2 năm nay. Đến đây, bản tin phố bất động sản ngày hôm nay xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.